Kênh Điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Như tiêu đề của video clip này, kênh Điện tử Gia Phát muốn chia sẻ với anh chị về hai dòng cân heo điện tử mà khi mà anh chị đang tìm hiểu và muốn mua một cái cân heo điện tử dạng giữ lùa thì anh chị sẽ đặt ra vấn đề là mình nên mua cân nào. Và trên thị trường gần như có làm hai loại, đó là dạng cân truyền thống và dạng cân hiện tại bây giờ. Thì dạng cân nào nó sẽ tối ưu hơn, nó bền bỉ theo thời gian hơn, mình ít phát sinh những chi phí bảo dưỡng sửa chữa lặt vặt. Thì trong video này sẽ có hai dạng cân đó và chúng ta sẽ vào trại heo giáp ba ở Lộc Ninh Bình Phước này để chúng ta xem hai cái dạng cân đó như thế nào và dạng nào thì đáng mua hơn. Và đây chính là dạng cân heo truyền thống. Dạng cân heo truyền thống là dạng mà những cái thiết bị điện tử nó nằm bên dưới cái sàn heo và nó lắp cố định bên dưới đó, cho nên là nó sẽ bị môi trường tác động tới như nước tiểu phân heo hay là môi trường ẩm thấp, tại vì nó sát bất, hoặc là nó có khả năng dễ bị chuột cắn. Và cái chuyện bị chuột cắn là cái chuyện mà những trại heo thường thường phải đối diện với nó và sẽ tốn nhiều chi phí phát sinh cho cái việc này đây để sửa chữa và thay thế. Và chủ trại này đã trải nghiệm được rồi cái dạng heo truyền thống này rồi và đến lúc quyết định thay toàn bộ những cái cân heo cũ bằng cái dạng cân heo treo này, mà cân điện tử Gia Phát được gọi là cân hiện đại bây giờ. Hiện đại có nghĩa là sao? Vì những cái thiết bị điện tử nó nằm trên cái lưng của con heo, phía bên trên lưng con heo, cho nên nó không chịu những cái tác động tới như cái dạng cân truyền thống, nhưng không có lo bị chuột cắn, tại vì không có chuột nào nó vô tới nó chạy lên nó cắn dây trên đó cả. Thói quen của con chuột là nó chui vào cái ngóc ngách nào đó và nó muốn tìm cái lối thoát hay là muốn cắn cho rộng ra thì nó mới cắn, nó lòng vào ống sắt mà nó cắn cái phần tín hiệu thôi. Còn với dạng cân này thì anh chị tâm tất cả mọi thứ là bên trên lưng con heo rồi, kể cả cái việc mà anh chị cân xong mà xịt rửa cái cân á, dùng máy áp lực bắn thoải mái, xịt thoải mái, cân nó sẽ sạch đẹp như mới như bây giờ, tại vì tất cả mọi thiết bị điện tử nó nằm trên lưng con heo rồi ha. Rồi, và bây giờ tiếp theo thì anh chị sẽ thấy một cái video clip cân thực tế mà cân điện tử Gia Phát đã giao cho một anh ở, không phải Lộc Ninh Bình Phước mà là ở Trang Bon Đồng Nai. Và đây chính là cân thực tế mà người khách này đã quay và gửi đến cho cân điện tử Gia Phát về cái tính hiệu quả của nó. Ban đầu tiên ảnh chưa biết đến cái dòng cân này thì ảnh cũng hơi hoài nghi, hơi lo lắng, tại vì cân này cân có một con thôi chứ không phải là cân hai con. Thói quen cân truyền thống là hai con, còn bây giờ cái dạng cân này thì chỉ có một con. Và ảnh hỏi lo lắng về thời gian cân, nhưng thật ra thì nó nhanh hơn và gần như thời gian nó sắp xỉ bằng với những cái cách cân thói quen cũ của ảnh. Vì cái cân này nó có tính năng chốt số khi cân heo. Chốt số nghĩa là sau khi con heo nó bước vào lòng cân 1-2 giây là nó ổn định xong rồi nó chốt. Nó chốt rồi chốt luôn, con heo có dãy dụa, có tông lòng nữa thì cái số nó không thay đổi, không âm không dương gì nữa. Thì lúc đó thì người anh chị thương buôn mới dễ dàng, mới thuận lợi hơn để ghi cái trọng lượng con heo mã này qua mã khác. Cho nên là với cái dòng cân hiện đại này, vừa bền bỉ theo thời gian, vừa chống chuột cắn, vừa không lo sợ chi phí bảo hành, bảo dưỡng, vừa thay thế hay sửa chữa, rồi chốt số khi cân nữa, nó có quá nhiều ưu điểm đi. Cho nên khi mà chị đã sử dụng cân này thì chúng ta tạm quên cái dạng cân truyền thống đi, tại vì cái dạng cân này nó hữu ích hơn, nó bền bỉ hơn. Và xem xong video clip này mà anh chị cần thêm thông tin nào khác thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập đến website của công ty cân điện tử Gia Phát, thì cân điện tử Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái dòng cân heo mới như thế này và sẽ giao cân nhanh nhất đến cơ thể. Cân điện tử Gia Phát chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.